Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép át, vì chuyện tranh ra quá lâu, cứ đà này phải gần 10 năm nữa mới hết chuyện nên mình làm bộ này để anh em được trải nghiệm chuyện nhanh hơn. Video sẽ tập trung vào tâm lý nhân vật, phân tích cốt truyện nhưng hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Chúc anh em xem video vui vẻ, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trong ánh mắt của đường kiếp nổ bắn ra sắc khí đậm đặc, xuyên thấu đến bên ngoài xa xa tứ cực môn, ngưng âm thanh nói, nếu như là nhắm vào ta, ngươi rốt cuộc là người phương nào. Du lão lo lắng nói, thiếu chủ hiện tại nên làm thế nào cho phải nếu đối phương là nhằm vào ngươi mà đến vậy đại sự không ổn đại sự không ổn ừ một đám kiến hôi cho dù toàn bộ chém giết lại có thể như thế nào đường kiếp ngoan lệ nói ra hơn nữa ta thấy khinh ca lâm địa đầu mối này có chút không đúng nếu không phải vật kia thực sự quá trọng yếu bổn công tử há lại sẽ ở loại địa phương quỷ quái này chậm trễ thời gian tu luyện dừng lại ở phân bộ tứ cực môn này cũng là có chút dễ làm người khác chú ý bất lợi với chúng ta làm việc không bằng giết đi ra ngoài tìm địa phương ẩn nấp lẳng lặng chờ đợi món đồ vật kia xuất hiện du lão ánh mắt ngưng tụ nói cũng tốt bên ngoài những người này không cần tranh chấp quá nhiều giết đi ra ngoài là được đường kiếp nói ở trong cái thành tây này không có vũ tôn cường giả lấy thực lực của chúng ta có thể dễ dàng vọt tới thành nam sẽ tìm khô lâu dòng binh đoàn trầm phong hắn cùng với tứ cực môn chúng ta có lui tới không nhỏ hai người nói xong liền đi hóa thành lưỡng đạo quang mang trực tiếp nổ nát trần nhà lao ra một thanh một hồng lưỡng sắc quang mang phá không mà đứng muốn hướng phía thành nam mà đi đi ra hung thủ giết người đi ra Trầm Ly là người đầu tiên kêu to lên, trong đôi mắt nàng tinh mang chớp động, trong đó nam tử ở trong đạo hồng quang kia chính là cùng với hình ảnh của Đường Kiếp từ tổng bộ thiên nhất các truyền đến giống như đúc. Nàng lập tức hướng Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu ý bảo. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu ý, hét lớn, "Đừng để cho hung thủ chạy thoát." Báo thủ cho Kiều lão gia tử, toàn bộ Vũ Hoàng cường giả đều đồng thời ra tay, ngăn lại bọn hắn. Một tiếng kêu gọi xong, lập tức hơn 10 đạo hào quang phóng lên trời, hướng hai người kia vây lên. Như thế nào có nhiều cao thủ như vậy? Du lão cùng Đường Kiếp đều là chấn động, vừa nhìn phía dưới, hai ba mươi người tất cả đều là Vũ Hoàng cường giả, chẳng lẽ là dòng binh đoàn nào đó toàn bộ xuất động. Khí thế trên người Du lão trầm xuống, sau đó mạnh mẽ bạo phát đi ra, hướng bốn phương tám hướng đè ép qua, quát, toàn bộ cút ngay cho ta, lấy hắn làm trung tâm, một cổ lực lượng như là mặt bằng kéo dài sinh ra, những nơi đi qua toàn bộ lâm vào bên trong một loại trạng thái kỳ dị, trong một phương thiên địa, duy ngã độc tôn. Lĩnh vực, Bân Kiệt sắc mặt đại biến, sợ hãi nói: tại đây chỉ là một ít phân bộ tứ cực môn tại sao có thể có vũ tôn cường giả ở trong đó hắn lại nghĩ đến hành vi càn rỡ của lý vân tiêu tựa hồ đã nắm bắt được tin tức gì đó du lão trên khâu trung ngạo nghễ mà đứng âm thanh lạnh lùng nói bọn ngươi nhanh chóng thối lui ta một mực khâu truy xét lý vân tiêu cũng chậm rãi đằng không bay lên khẽ cười nói thật sự là xảo vừa vặn là nhị tinh vũ tôn Một vô huynh đi theo ta đến là không sai nhà du lão nhướng mày ở dưới lĩnh vực của mình đám vũ hoàng cường giả kia kẻ nào cũng đều đau khổ ngăn cản uy áp kẻ này một vũ vương tồn tại nho nhỏ, vì sao còn có thể đàm tiếu tự nhiên như thế? Không trung truyền đến tiếng cười của mục vô nói, quả nhiên đúng vậy, hơn nữa thực lực tựa hồ so với lãnh tiêu còn phải mạnh hơn một ít. Hắc hắc, có cái chơi. thân ảnh mục vô dần dần hiện ra, lĩnh vực đồng dạng khuếch tán ra cùng với du lão và chạm với nhau, phát ra tiếng nổ lớn ầm ầm, tựa như xét đánh xuống vậy, ở trên cả bầu trời lan tràn ra. Lúc này đám vũ hoàng cường giả kia mới buông lỏng một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. vũ tôn, du lão sắc mặt đại biến, cả kinh nói các ngươi là dòng binh đoàn nào lại dám công nhiên làm trái quy định của tam đại dòng binh đoàn phái vũ tôn cường giả đến thành tây xuất thủ sẽ không sợ khiến cho khinh ca lâm địa loạn lạc sao mộc vô giận dữ nói như thế nào kẻ nào cũng đều rong dài vậy thật không biết các ngươi là tu luyện tới bát hoang cảnh kiểu gì ta nhổ vào quy định cho má gì đó nắm đấm chính là quy định đạo lý đơn giản như vậy còn muốn ta đến dạy các ngươi tam đại dòng binh đoàn có cái gì như bức còn không phải cũng là bởi vì quyền đầu lớn sao trên người hắn chiến ý dần dần khuếch tán ra trong ánh mắt rung động càng ngày càng mạnh từng chữ quát lên nhị tinh vũ tôn cùng ta chiến một trận ầm ầm mộc vô đem nguyên khí vận chuyển tới đỉnh phong đột nhiên phóng xuất ra quanh thân đều giống như bạo tạc nổ tung vậy lực lượng không ngừng tuôn ra không gian ở dưới cổ lực lượng bàng đại này bị chèn ép ra từng đạo linh áp đám vũ hoàng cường giả kia sắc mặt đại biến thân thể tựa hồ cũng bị đập vụn ra thối lui vài trăm mét du lão sắc mặt già nua hiện ra vẻ ngưng trọng dị thường thì thào lẩm bẩm nhất tinh đỉnh phong vũ tôn cổ lực lượng uy áp này đang không ngừng ảnh hưởng nguyên khí trong cơ thể hắn vận chuyển cổ chiến ý võ giả cường đại này bị kích phát ra hắn cũng có một loại suy nghĩ muốn chiến một trận nhưng nghĩ lại liền chảy ra từng đợt mồ hôi lạnh vội vàng nói thiếu chủ ngươi nhanh hướng tới thành nam mà đi ở đây ta ngăn cản một hồi trước không có ai có thể ngăn cản được ta đường kiếp cũng là sắc mặt dị thường khó coi hắn cũng là tu vị cửu tinh đỉnh phong vũ hoàng vốn có thể đơn giản giết ra một con đường đi không có chút nào nguy hiểm không thể tưởng được đối phương vậy mà cũng có vũ tôn tuy rằng cửu tinh đỉnh phong vũ hoàng cùng vũ tôn gần kề một đường nhưng là phía dưới lĩnh vực đều giống như con sâu cái kiến trừ phi có loại cực giới chi lực giống như lý vân tiêu này hoặc là thần thể dị tượng cường đại có thể đối kháng lĩnh vực nếu không tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phần thắng nào đường kiếp không nói hai lời liền đem nguyên khí vận chuyển tới đỉnh phong dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía thành nam phóng đi du lão chứng kiến mục vô đối với đường kiếp đào tẩu thờ ơ mà là toàn bộ tâm thần đều phóng ở trên người mình lập tức buông lỏng trong nội tâm như là vạn phần cảnh giác lên chính mình mặc dù có nắm chắc ngăn chặn được đối phương nhưng là không dám xem thường chút nào chủ mưu sát hại kiều lão ra tử bỏ chạy rồi mọi người đuổi theo lý vân tiêu hét lớn một tiếng liền mang theo một đám dòng binh hướng đường kiếp đuổi theo trong đó lấy tốc độ của bân kiệt nhanh nhất rất nhanh đã kéo gần khoảng cách với đường kiếp hai người một trước một sau chạy đi đằng sau lại là rất nhiều dòng binh không ngừng đuổi theo du lão nhìn mà trong nội tâm khẩn trương đột nhiên ra tay một đạo bạch quang mang hướng tới bân kiệt đánh đến Mộc Vô Hừ lạnh một tiếng, dưới chân bước ra một bước, không gian chịu chấn động, đạo công kích kia vậy mà trực tiếp cải biến phương hướng bắn về phía xa xa. "Lão đầu, ta rất không thích trong lúc giao chiến với ta còn phân tâm. Tuy rằng ngươi là so với ta mạnh hơn, nhưng nếu như không chăm chú mà nói, ta sẽ xé xác ngươi." Trong mắt Mộc Vô xẹt qua một tia lãnh sắc, thập phần không hài lòng. Theo hắn thấy, không có chuyện nào quan trọng hơn so với cùng hắn chiến một trận, trợ giúp hắn đột phá bình cảnh nhất tinh trong nội tâm du lão cũng dâng lên lửa giận quát không biết trời cao đất rộng không biết sống chết không biết sống chết hiện tại liền để ngươi vì hành động ngày hôm nay của mình mà hối hận không kịp hắn vung tay lên một thanh đồng chùy kim quang sắn lạn xuất hiện trong tay cả không gian tựa hồ đã bị cực đại lực lượng đè ép ở quanh người hắn bắt đầu vặn vẹo theo đó cùng một chỗ thiếu đốt còn có chiến ý ngập trời trên mặt mục vô lộ ra hào quang hưng phấn cười ha hà nói ha ha chính là loại cảm giác này ta thực ưa thích loại cảm giác này Du Lão liền là nộ hỏa trùng thiên, hận không thể đem đối phương bầm thây vạn đoạn, đồng truy chán phóng ra kim mang, liền xông đi lên. Sau lưng cả bầu trời đều vặn vẹo theo hắn, như là áo choàng bị gió thổi kéo dài ra. Ở phía dưới hai người đánh nhau đã sớm chạy hết bóng người, ai cũng không dám ở xung quanh nơi Vũ Tôn đại chiến dừng lại, chỉ cần người đầu óc không có bị hỏng cũng biết đó đơn thuần là tìm chết. xa xa bên kiệt không ngừng công kích tới Đường Kiếp, tranh thủ suy yếu tốc độ của hắn. Đường Kiếp cũng là bị đuổi tới nổi giận không thôi thân là tứ cực môn thiếu chủ có khi nào phải chịu trật vật như thế hắn vừa ngoan tâm lập tức quay đầu một cây bảo đao thuận thế hướng tới bân kiệt bổ tới không gian vậy mà trực tiếp vỡ ra một cái khe hở không ngừng khuếch tán về phía trước hắn cũng phát hiện đối phương đã ở sau lưng một gã cửu tinh vũ hoàng giết cũng không thể trốn được chi bân kiệt chảy ra một thân mồ hôi lạnh không thể tưởng được đối phương thật không ngờ lưu loát liền xoay người đánh trả một đao hơn nữa vết nứt không gian màu đen kia tốc độ nhanh vô cùng thoáng qua đã đi tới trước mặt hắn bị đụng trúng nhất định là thân thể tan vỡ vũ mau lệnh tiễn hắn lập tức tế ra huyền khí của mình trước người hóa thành một đạo giống như tấm lá chắn đem toàn thân bảo vệ phanh vết nứt không gian kia trực tiếp đánh mạnh lên vũ mau lệnh tiễn khiến lệnh tiễn phát ra tiếng rên rỉ cực lớn hào quang mất hết thoáng một phát đã khôi phục cỡ lòng bàn tay trở về trong tay bân kiệt bân kiệt trong nội tâm rét lạnh chỉ thấy huyền khí trong tay không ngờ đã dạn nứt linh khí đều không còn hắn lần nữa chấn động đối phương chỉ là một đao liền đem huyền khí của mình đánh nứt trời ạ à, đó là loại đao gì ánh mắt của hắn chăm chú mà nhìn qua chỉ thấy bảo đao trong tay đường kiếp tàn mát ra huyết sắc hồng mang mặt trên tựa hồ còn có khí linh đang nhảy múa tung tăng như chim sẻ lực lượng quỷ dị ở trên thân đao không ngừng lưu truyền mà ngay cả tu vị vũ hoàng đỉnh phong của hắn cũng cảm thấy có chút kiên kỵ dám đuổi theo bổn công tử đi chết đi đường kiếp lần nữa giơ lên huyết đao một đạo hồng mang chém xuống không gian lại bị mạnh mẽ chém mở ra khe hở không ngừng mở rộng xông qua cả thiên không đều nứt thành hai nửa bân kiệt hoảng hốt không thôi huyền khí của hắn đều bị hủy rồi nào dám tiếp đón loại đao mang cùng khe hở này vội vàng hướng một bên trốn tránh mà đi nhưng là rất nhanh đã nhìn thấy đường kiếp vẻ mặt dữ tợn dấn thân xông lên bân kiệt chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng thực lực đối phương không ở dưới bản thân cộng thêm thanh huyết đao quỷ dị kia từng chiêu đều là nguy hiểm chí mạng không để ý sẽ bị chém thành hai đoạn ở dưới thế công cường đại đó từng bước kinh tâm bị buộc không ngừng lui về phía sau đường kiếp chém ra mấy đao gặp đối phương một lòng chỉ cầu tránh né căn bản không dám chiến một trận mà thực lực hai người trên cơ bản lực lượng ngang nhau quần đấu như vậy tiếp tục trong lúc nhất thời cũng khó có thể chém giết đối phương liền tự giác không hứng thú nói không dám đánh liền cút cho bổn công tử đột nhiên trên bầu trời tối sầm lại đường kiếp nhướng mày chỉ thấy một chiếc cổ chung cực lớn hướng phía hắn che phủ áp xuống đúng là lý vân tiêu đã chạy đến gặp bân kiệt hoàn toàn rơi xuống hạ phong liền vội vàng ném ra hoàng chiêu trung trợ trận không được nhanh thu hồi huyền khí bân kiệt hoảng sợ hết lớn trong tay hắn có bảo đao quỷ dị có thể chém nứt chuông lớn của ngươi khóe miệng Đường Kiếp hiện ra một tia cười lạnh, nói: "Đã tới không kịp, đoạn không trảm." Hắn khẽ quát một tiếng, huyết sắc đao mang trong tay lại lần nữa đem bầu trời bổ ra một đường vết rách, vết nước không gian kia hướng phía bên trên chuông lớn lan tràn mà đi. Đang, một đạo tiếng chuông phong cách cổ gõ vang, Hoàng Chiêu trung bị bảo đao chi lực kia chém đến rung động không ngừng, sóng âm chi lực vô hình từ trên chuông lớn chấn động ra, hướng bốn phương tám hướng diễn sinh mà đi. Vết nước không gian màu đen kia chấn ở trên Hoàng Chiêu trung dần dần khép kín lại trên thân chung vốn là hào quang đại thịnh cũng bị đánh tan đi không ngừng thu nhỏ lại cái gì đường kiếp cùng bân kiệt đều là chấn động trang diện trong tưởng tượng chung lớn bị chém thành hai nửa không ngờ không có xuất hiện mà chỉ là khí vận chịu tổn hại phải trở về chỗ chủ nhân giật mình nhất chính là đường kiếp hắn tự nhiên biết rõ lực lượng của thanh bảo đao trong tay mình một đạo không có chém nứt huyền khí của đối phương không nói còn chấn ra sóng âm chi lực cường đại trùng kích thân thể của hắn chẳng biết lúc nào một kiện chiến y màu xanh ra trời phù không hiện ra ở quanh thân hắn đem sóng âm chi lực đều hóa giải mất đường kiếp lạnh như băng nhìn xem hoàng triều trung trở lại trong tay lý vân tiêu mở miệng nói đây là loại chuông gì cửu giai huyền khí bân kiệt trong nội tâm chấn động lộ ra vẻ kinh hãi hắn nhìn xem bảo đao trong tay đường kiếp lại nhìn xem cổ chung trong tay lý vân tiêu lộ ra vẻ khổ sáp cũng chỉ có cửu giai huyền khí mới có thể đơn giản chém vỡ vũ mau lệnh tiễn của mình cũng chỉ có cửu giai huyền khí mới có thể ngăn cản cửu giai Chi uy loại huyền khí trí bảo này bình thường mà nói vài thập niên cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần bây giờ lại xuất hiện ở trong tay của hai người, đường kiếp này đến cùng là thân phận gì? Mà tên đại đội trưởng không hiểu thấu lại là thân phận gì? Hắn ngoại trừ đau lòng huyền khí của mình bị hủy ra, càng thêm trong đầu tất cả đều là nghi vấn. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang nói ra, tứ cực môn quả nhiên có tiền, cửu giai huyền khí tiếng tăm lừng lẫy, chu tước đao, cứ như vậy giao cho một gã vũ hoàng sử dụng. Là nói các ngươi bạo liễm thiên vật đi, vẫn là nói thực sự quá có tiền mà. Đường kiếp sắc mặt âm trầm xuống, nói, ngươi cũng nhận ra chú tước đao hơn nữa cũng thân mang cửu giai huyền khí tuyệt sẽ không là hạng người vô danh tiểu tử ngươi tuyệt sẽ không phải người của dòng binh đoàn ngươi tới từ nơi nào thế lực sau lưng là nhà ai lại có ý đồ ra sao lúc này vũ hoàng cường giả còn lại cũng đuổi theo bao quanh đem đường kiếp vây kín rút đao khiêu chiến trong nội tâm đường kiếp dâng lên một cổ cảm giác bất hảo khó hiểu ở trước khi lý vân tiêu xuất hiện hắn không cảm giác được những người này ra sao có đại khai sát giới hay không toàn bộ giết sạch là được chỉ cần không có vũ tôn chính mình có chu tước đao trong tay ai có thể địch lại nhưng hiện tại bất đồng trong tay đối phương vậy mà cũng có cửu giai huyền khí tuy rằng không rõ một gã vũ vương làm sao có thể sử dụng cửu giai huyền khí nhưng xác thực chu tước đao của mình không thể khai mở thậm chí là tồn tại tương xứng nhưng lại có một gã cửu tinh vũ hoàng đỉnh phong thực lực cùng bản thân tương đương nhau cộng thêm hai ba mươi tên tạp ngư vũ hoàng hắn cảm thấy lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay lâm vào hoàn cảnh khó có thể biết trước sinh ra một loại cảm giác khẩn trương hai tay lý vân tiêu vây quanh lăng không mà đứng tựa hồ nhìn ra hắn có chút khẩn trương cười nói đừng sợ chúng ta sẽ không đả thương ngươi chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta nhổ vào đường kiếp cả giận nói các ngươi đám tạp chủng này cũng dám nói sẽ không đả thương ta hắn sắc mặt âm hàn vô cùng lạnh lùng nói chuyện hôm nay ta ghi nhớ lần sau gặp lại chư vị rất chờ mong nhìn thấy các ngươi quỳ gối dưới chân ta khóc giống chảy nước mắt ròng ròng tất cả mọi người ồn ào biến sắc không ít người còn thoáng quay mặt đi tựa hồ sợ đường kiếp nhìn thấy rõ ràng tướng mạo tuy rằng không biết thân phận đối phương nhưng nghĩ đến cũng đúng trong tứ cực môn nhân vật có uy tín danh dự nội tâm bọn họ vẫn là rất không yên ổn lý vân tiêu chứng kiến bộ dáng của mọi người cười lạnh nói không cần né tránh dung mạo các ngươi đường công tử đều nhớ kỹ tất cả rồi đường công tử mọi người sững sờ sắc mặt lại trở nên khó coi hơn quả nhiên không có đoán sai đường ra đúng là một chi gia tộc lớn nhất của tứ cực môn tứ cực môn cũng là người của đường ra người này quả nhiên là nhân vật trọng yếu của tứ cực môn mà ngay cả bân kiệt cũng lo lắng cùng chu tường nhìn nhau một cái đồng dạng thấy được vẻ sầu lo thật sâu lý vân tiêu cười nói chư vị không cần đoán vị công tử này lần sau tất nhiên sẽ đem các ngươi chém tận giết tuyệt đúng là tứ cực môn thiếu chủ đường kiếp á à đù cái gì tất cả mọi người tựa như trái tim bị búa tạ đánh trúng thoáng cái chìm đến thung lũng chính mình đắc tội dĩ nhiên là tứ cực môn thiếu chủ lần này không còn ai có thể bình tĩnh được nữa bân kiệt cùng chu tường càng là ngốc trệ tại chỗ đây không thể nghi ngờ là mang đến cho thái điểu dòng binh đoàn đại họa ngập trời Hừ, đừng kiếp xem xét biểu lộ của mọi người, loại cảm giác ưu việt cao cao tại thượng này lại hiện ra lần nữa, liếc mắt nhìn liếc mắt nhìn. Các ngươi đám tạp chủng này đã biết rõ thân phận của bổn công tử, hiện tại cho các ngươi một cơ hội giữ mạng sống. Quỳ ở một bên cho ta chờ đợi xử lý, chờ ta giết tiểu tử này, lại xem tâm tình ra sao, có nên tha các ngươi một mạng hay không. Lý Vân Tiêu nghe xong, lúc này im lặng, đám đệ tử siêu cấp thế lực này tại sao có thể có cảm giác ưu việt như thế, không biết không sợ đến loại tình trạng này. Hiện tại rõ ràng là hành động dẫn đến cừu hận, quả nhiên tất cả các võ giả đều là giận tím mặt một cổ sắc khí lan tràn ra trên không trung sĩ si có thể giết không thể bị nhục nếu là quỳ xuống đó vẫn là vũ hoàng cường giả được sao mất đi một khỏa cường giả chi tâm vậy sau này ở trên võ đạo còn có thể có chút tiến bộ sao không thể có thể tu luyện tới vũ hoàng tồn tại những kẻ đó không một ai là không có phẩm tính cứng cỏi cùng dũng khí liều mình liều mạng khi người quá đáng đầu tiên nghiến răng nghiến lợi đúng là cổ tiểu bạch bá vương cương đao trong tay tại nguyên khí rót vào lệ khí không ngừng tràn ra quát muốn lão tử quỳ xuống có thể lấy đao của ngươi chém vỡ đầu gối ta là được dựa vào một câu hai chữ muốn để cho ta quỳ ta chơi mẹ của ngươi ừ hắn hét lớn một tiếng chém xuống cương đao trên không trung phát ra thanh âm ông ông muốn uống no máu tươi mới đã nghiền phanh đường kiếp giận dữ chu tước đao lóe lên hào quang trên không trung sạch qua thanh bá vương cương đao dài cỡ hai ngón tay trực tiếp bị chém đứt ra còn lại một nửa trong tay vẫn đang không ngừng rung động cổ tiểu bạch đồng tử bỗng nhiên mở ra ngốc trệ nhìn thanh đao gãy trong tay mình hừ dám đối với ta ra tay chết đi đường kiếp muốn ra tay chém giết cổ tiểu bạch đột nhiên một cổ khí tức kinh khủng đánh úp lại vội vàng kinh hãi quay đầu lại lý vân tiêu một kiếm chảm yêu ngang trời mà đến kiếm linh đường kiếp cả kinh không dám khinh thường rút đao ngăn cản đi qua bang bang bên trên chu tước đao nổi lên một đạo hồng mang liền đem kiếm quyết kia ngăn cản lại đường kiếp trong nội tâm cả kinh nhíu mày một kiếm này kiếm ý lại để cho hắn có loại cảm giác quen thuộc giống như đã gặp nhau ở nơi nào sắc mặt lý vân tiêu không có nhẹ nhõm lúc trước hắn đã có thể kết luận thanh chu tước đao này thật sự là bị đường kiếp luyện hóa mặc dù không có giống như vũ tiên sinh có thể phát huy ra uy năng của cửu giai huyền khí nhất thời nửa khắc nhưng là vẫn ở xa phía trên hắn trên người hắn vài món cửu giai huyền khí chính là từ ảnh thanh tác kiếm vận dụng thuận buồm xuôi gió một ít hơn nữa cưỡng ép rót vào kiếm linh yêu long ở bên trong so với bản thân chu tước đao thanh én mà ra kiếm linh tranh lệch thật lớn hơn nữa bản thân thanh bảo kiếm này lại đã không toàn vẹn tuy rằng có thể sử dụng cũng là nương tựa theo lĩnh ngộ kiếm ý cực cao của hắn mới có thể phát huy một ít lực lượng so với vũ tiên sinh cùng đường kiếp luyện hóa xa xa không bằng được thanh chu tước đao này có lẽ từ nhỏ đã ở trên người đường kiếp dốc lòng dung hợp hiện tại mới có thể lại để cho hắn tâm thần hợp nhất mà bản thân vũ tiên sinh chính là bát giai đại thuật luyện sư đối với huyền khí lý giải cùng luyện hóa lại ở xa phía trên thường nhân hoàng chiêu trung cũng chỉ biết là dùng sức đánh xuống kích phát sóng âm chi lực của bản thân nó hơn nữa đem hết toàn lực cũng chỉ gõ vang hai cái giới thần bia càng là siêu phẩm huyền khí tồn tại nếu không phải hắn học đại giới thần quyết càng có thần dịch lực tại thân hoàn toàn chính là đem coi như thạch đầu để dùng trong lúc đánh nhau ném ra nện người là được hắn hiện tại không thiếu huyền khí thiếu chính là đối với mấy loại huyền khí này triệt để khống chế tiểu tử chiêu thức vừa rồi của ngươi tên là gì từ nơi nào học được đường kiếp trong nội tâm nghi hoặc không thôi đồng thời đối với thân phận của lý vân tiêu trở nên cực kỳ hoài nghi người có thể có được cửu giai huyền khí tuyệt sẽ không là tiểu lâu la trên mặt lý vân tiêu hiện ra một tia cười âm hiểm nói chưa đó người muốn học không vậy lại tiếp thêm mấy chiêu nữa của ta thử xem thân ảnh hắn lóe lên đã xông tới giơ lên cao cao từ ảnh thanh tác kiếm mạnh mẽ chém xuống kiếm quang toàn bộ ngưng tụ ở trên thân kiếm vậy mà không có phóng xuất ra bên ngoài đường kiếp sững sờ lập tức hiện ra một tia cười lạnh nói thứ đồ không biết sống chết cho là có kiếm linh huyền khí có thể ngăn cản được chu tước đao của ta sao hắn lộ ra dáng tươi cười tàn nhẫn chém qua một đao phanh hai thanh huyền khí trên khâu trung mãnh liệt đụng vào nhau tóe hỏa hoa cường đại như là pháo hoa nổ ra đây cũng là cửu giai huyền khí đường kiếp kinh hãi tột đỉnh trong mắt đều lồi ra đến nơi dưới chu tước đao của hắn huyền khí phía dưới cửu giai đều là một đao chặt đứt mà thân là tứ cực môn thiếu chủ đều chỉ có một kiện cửu giai huyền khí tồn tại trên người đối phương thậm chí có hai kiện hơn nữa lại để cho trong lòng của hắn chấn động là hỏa hỏa bắn ra trên chu tước đao lại khiến trong lòng hắn thương yêu không dứt nguyên lai tưởng rằng một đao đi qua đối phương khẳng định kiếm hủy nhân vong ha ha ngươi cho là có một kiện cửu giai huyền khí thì rất châu sao thứ này lão tử có rất nhiều Lý Vân Tiêu lại là cận thân một kiếm chém tới, trên mặt lộ vẻ thoải mái tươi cười. Đường Kiếp trong nội tâm rung lên, lực công kích của đối phương tuy rằng không được, nhưng là đối với lĩnh ngộ kiếm ý tựa hồ thập phần cao. Dưới mỗi một kiếm đều bị chính mình tránh cũng không thể tránh, bước tới giơ lên bảo đao để ngăn cản. Qua mấy lần hô hấp, đao kiếm đã liên tục đụng nhau mấy chục lần, mỗi một lần đều là tóe ra đại lượng hỏa hoa. Thanh âm kia truyền vào trong tai mỗi một người ở chung quanh, dẫn tới một hồi đau lòng, hận không thể chụp chết Lý Vân Tiêu tên phá gia chi tử này. Đây chính là cửu giai huyền khí, không ngờ lại dùng để cứng đối cứng, huyền khí có cường đại đi nữa cũng chịu không được loại giày vò này. Đường kiếp cũng là càng đánh càng trái tim băng giá, tuy rằng hắn không rảnh nhìn kỹ, nhưng đã qua nhiều chiêu như vậy, cảm giác thật giống như chu tước đao bị chém ra không ít lỗ hồng, mỗi một cái đều khiến trái tim hắn run rẩy một phen. Lý Vân Tiêu cười nói, như thế nào, đau lòng, ngươi không phải tứ cực môn thiếu chủ sao? Chỉ là một thanh cửu giai huyền khí thì tính là cái gì? Lão tử bình thường chính là dùng thứ này tới chặt cây đào hầm xa xa trái tim chu tường mãnh liệt run rẩy thoáng một phát trong mơ hồ nhớ rõ tựa hồ có thủ hạ đã từng nói qua hắn cầm cửu dai huyền khí coi như cây gậy để chọc xuống đất lúc ấy chính mình còn cười suy một tiếng không thể tưởng được dĩ nhiên là thực đường kiếp cả người đều muốn choáng váng bị lý vân tiêu liên tục đoạt công nhiều chiêu như vậy cuối cùng sau mấy lần hô hấp đoạt lại ưu thế bên trên chu tước đao bắn ra phong mang cường đại đem không gian chém nứt ra đem lý vân tiêu bắn ra một đạo khe hở màu đen truy kích đi qua Lý Vân Tiêu cảm thấy cả kinh, vừa rồi nương tựa theo tập kích cùng thân pháp với kiếm ý tuyệt cường, giết đường kiếp tới trở tay không kịp. Mỗi một lần đều là dùng hết toàn lực chém xuống, muốn thử xem có thể chém đứt chu tước đao hay không, nhưng lại vẫn tốn công vô ích như cũ. Hắn cũng biết sẽ không có cơ hội cận thân nữa, trong mi tâm hoàng chiều trung lao ra hướng trên cái khe đánh tới. Đang, sóng âm chân khai, vết nứt không gian ăn mòn cổ trung, không ngừng phát ra thanh âm trói tai, rất nhanh chôn vùi xuống dưới. Súc sinh một đạo gào thét sông lên đường kiếp toàn thân tựa hồ đang thiếu đốt song nhãn đỏ bừng nhìn chằm chằm vào chu tước đao trên lưỡi đao rậm rạp chằng chịt các loại vết nứt trái tim của hắn tại thời khắc này như vỡ vụn ra cả người triệt để bạo đi lý vân tiêu cười hắc hắc chỗ nứt tuy rằng bên trên từ ảnh thanh tác kiếm càng nhiều hơn nhưng hắn vẫn tuyệt không đau lòng cửu giai huyền khí tính toán là cái gì chờ hắn khôi phục thực lực muốn bao nhiêu có thể luyện bấy nhiêu gao ồ gao ồ ta giết ngươi xúc sinh đừng kiếp hoàn toàn điên cuồng chu tước đao cũng tựa hồ theo hắn đồng thời bốc cháy lên một con hỏa điểu ở trên thân đao nối tiếp nhau mà lên đúng là kiếm linh hiển hóa mà ra đại hư không chảm toàn bộ đi chết đi một đạo khe hở không gian hình thập tự ở trước người hắn nứt ra không ngừng xé rách không gian màu đen khủng bố chống rỗng lan tràn ra hướng võ giả bốn phía cuốn hết tất cả vào vũ hoàng cường giả xung quanh toàn bộ đều cả người đổ mồ hôi lạnh sợ tới mức tâm kinh đảm hàn vết nứt không gian cực lớn kia tựa hồ muốn cắn nốt hết thảy tất cả đều mở to hai mắt hoảng sợ nhìn lại loại công kích này ở loại trình độ như bọn hắn căn bản không thể ngăn cản lý vân tiêu lại là vẻ mặt bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh tuy rằng không thể chặt đứt chu tước đao nhưng lại làm cho đường kiếp nổi giận một người sau khi tức giận dễ dàng phạm sai lầm nhất so tu vị hắn không sánh bằng không sợ nhất chính là so huyền khí trong tay con nòng nọc tràn ra thân dịch lực trong người vận chuyển lại kim mang từ mi tâm bắn đi ra thần dịch lực của hắn thập phần có hạn cho trong lúc nên vận chuyển vạn phần coi chừng lại để cho mỗi một tia lực lượng đều không đến mức lãng phí một con nòng nọc từ lòng bàn tay bay ra bên trong kim mang kia giới thần bia mạnh mẽ biến lớn lên hóa thành một tòa núi nhỏ hướng tới trung tâm đại hư không chảm chấn áp mà đi bên trong cái khe chữ thập kia hiển hiện hình ảnh một con hỏa điểu không ngừng mà xoay quanh khủng bố cắn nút hết thảy cuốn vào trong hư không vô tận bốn phía vũ hoàng nhao nhau dốc sức liều mạng ngăn cản lực hút kia tất cả đều tay chân lạnh buốt trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng đường kiếp giữ tợn cười nói ở dưới đại hư không chảm của ta coi như là cửu giai huyền khí cũng phải thôn phệ đi vào dám trêu ta ta muốn cho các ngươi hối hận vì đã sinh ra ở trên đời này ầm ầm dưới thần bia rơi thẳng mà xuống chui vào trong cái khay kia hướng tới bên trên hỏa điều kia ảnh hưởng áp đến phát ra tiếng kêu chói tai cực lớn bầu trời không ngừng mà run rẩy lên khe hở thập tự màu đen tại thời khắc này đình chỉ khuếch trương ngược lại hơi có chút co rút lại đường kiếp nhướng mày hư lạnh nói vô dụng muốn chấn áp đại hư không chảm của ta trừ phi đem lực lượng huyền khí cửu dai của ngươi ít nhất phát huy đến hơn một nửa nếu không chỉ có kết cục bị cắn nuốt lần này cái giới thần bia kia ở trong cái khe kim quang không ngừng chớp động chống cự lại lực thôn phệ màu đen kia hỏa điều cũng ở phía dưới nó không ngừng mạnh mẽ vẫy cánh từng vòng hỏa diễm chi khí dũng mãnh tiến ra tựa hồ sắp thoát khốn mà đi bốn phía khe hở thập tự cũng co rút lại trở về muốn hướng bên trên giới thần bia lan tràn đến hư lý vân tiêu cười lạnh một tiếng hai tay pháp quyết bắt đầu biến hóa một đạo hồng quang bắn thẳng đến hướng tới bên trên hỏa điều kia đè ép đi hỏa điều tựa như sắp thoát khốn đột nhiên trở nên luống cuống không ngừng bay tới bay lui giống như thập phần sợ hãi trốn tránh không ngừng đường kiếp trong nội tâm chấn động hoảng sợ mở to hai mắt thanh chu tước đao này cùng với tánh mạng của hắn tương tu cùng với kiếm linh câu thông mặc dù không có biến thái tới mức như lý vân tiêu cùng yêu long nhưng cũng là tâm thần tương liên cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương giờ phút này theo khí tức bên trên khí linh kia truyền đến lộ vẻ sợ hãi cùng kinh hoàng vô tận chuyện gì xảy ra đây chính là cửu giai khí linh, tại sao có thể có ý sợ hãi? Đường Kiếp trong lúc nhất thời ngốc trệ ở đằng kia, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này, bình thường gặp được đối thủ đều là đánh bạo hết huyền khí của đối phương, hơn nữa trên căn bản là một đao chém vỡ. Khí tức màu đỏ bên trên giới thần bia trực tiếp áp trụ hỏa điêu, sau đó càng thêm khiến cho Đường Kiếp hít một hơi lạnh là một cổ lực lượng vô hình khuếch tán ra, giống như trọng lực vô cùng hiển hiện đốt lên ở đó, đem bốn phía không gian toàn bộ đè ép tới mức sụp đổ xuống, lại muốn đem khe hở thập tự nứt ra kia cứng rắn ép nổ. Má. Con mẹ nhà ngươi, huyền khí gì như thế, đừng kiếp triệt để há hốc mồm, nhìn xem khe hở thoáng cái biến mất kia, trong đầu trống rỗng. Bốn phía võ giả lúc này mới từ trong hư không trảm khủng bố kia phục hồi tinh thần lại, rõ ràng cảm thấy cỗ khí tức tử vong này đang dần dần tiêu tán. Ai nấy đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, khiếp sợ nhìn xem Lý Vân Tiêu, còn có giới thần bia kia đại triển thần uy, chẳng lẽ lại là một kiện cửu giai huyền khí? tất cả mọi người đầu óc đều có chút phát mộng, loại huyền khí cấp bậc này cho dù bọn họ là võ hoàng cũng rất nhiều người cả đời khó gặp được một lần. Hôm nay, tựa hồ thành triển lãm cửu giai huyền khí, ngoài khiếp sợ ra, lại là lòng tràn đầy vui mừng. Ít nhất bản thân an toàn, ở đằng kia dưới khí tức khủng bố của Chu Tước Đao ngay cả nhắc lên dũng khí chiến một trận cũng đều bị cứng rắn đánh tan tác. Đứng xem cái giám ấy, đám đầu heo các người, đây không phải luận võ, còn không mau động thủ? Lý Vân Tiêu mạnh mẽ hét lớn một tiếng, thân dịch lực trong người hao phí không còn, quanh thân nguyên khí lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao, tựa như đang uống nước, thoáng cái đã hết hơn phân nửa, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Đám người bên kiệt bị một tiếng giống này thức tỉnh, mới kịp phản ứng lại, đây chính là sinh tử giao đấu. Nếu không có tấm bia đá vừa rồi đại triển thần thông, chính mình những người này sợ là hơn phân nửa đều toang cả rồi. Thoáng cái tất cả mọi người liều ra tuyệt chiêu, công kích khủng bố phô thiên cái địa mà đến, thoáng cái đem đường kiếp tập trung bên trong, không phải ngươi chết chính là ta vong. T đường kiếp chấn động hai ba mươi vị võ hoàng đồng loạt ra tay trừ phi có thực lực võ tôn hoặc là lại tới một lần đại hư không chảm như là chu tước đao trong tay hắn đã giống như bị hủy một nửa không chỉ có linh khí tiêu tán hơn phân nửa hơn nữa khí linh cũng là gọi thế nào cũng đều không tỉnh diêu lý vân tiêu rốt cục chống đỡ đến cực hạn giới thần bia vừa thu lại hóa thành một đạo quang mang bay trở về trong mi tâm cả người ở trên không trung liền lùi lại mấy bước lúc này mới sắc mặt tái nhợt đứng vững thân thể mà đường kiếp cũng lập tức bị mấy chục đạo công kích kia thôn phệ vào trong hoàn thiên chiến giáp hắn hoảng sợ hét lớn một tiếng loại cảm giác cận kề tử vong này từ khi sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ có cho tới hiện tại đều là hắn đoạn sinh tử người khác lúc này mới biết được loại cảm giác này là khó chịu và khủng bố cỡ nào một đạo chiến giáp màu xanh ra trời mở ra trên không trung lấy lực lượng cửu tinh võ hoàng đỉnh phong của hắn hình thành một đạo chiến giáp kết giới âm 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 các loại lực lượng không ngừng trùng kích ở phía trên tuy rằng tạo thành chấn động thật lớn nhưng vẫn là bị chống đỡ được hết nhưng nguyên khí trong cơ thể cũng hao phí cực nhanh, thoáng cái sắc mặt tái nhợt, mà bốn phía vây công vẫn đang không ngừng đánh đến tựa hồ muốn đánh tan phòng ngự mới thôi. Phốc, Đường Kiếp rốt cục chịu không được, sau khi phun ra một ngụm máu tươi, cả phòng ngự ầm ầm phá nát. Ngay sau đó là chiến giáp màu xanh ra trời hào quang càng ngày càng yếu, ở trong sợ hãi cùng tuyệt vọng hắn điên cuồng giống to, nói: "Các ngươi không thể giết ta, ta là tứ cực môn thiếu chủ, giết ta các ngươi một tên cũng đừng hòng sống sót." mọi người nghe xong đều là trong nội tâm khẽ giật mình vừa rồi chỉ cầu thống khoái hận không thể đem đối phương oanh thành mảnh vỡ hiện tại mới kinh hoàng tỉnh táo lại toàn bộ lộ ra vẻ mặt khó xử đường kiếp tựa hồ nhìn thấy hy vọng cứu mạng vội vàng lần nữa hô lên chỉ cần các người thả ta rời đi chuyện hôm nay ta tuyệt không truy cứu coi như cũng không có chuyện gì phát sinh qua lý vân tiêu cười nhạo nói lời này của hắn mọi người còn tin được sao nhớ lại bộ dáng vừa rồi của hắn nếu là thả hắn trở về lần sau mang theo mấy vũ đế hàng lâm khinh ca lâm địa các ngươi tin mình có thể giữ mạng sống sao Lời nói của Lý Vân Tiêu lập tức lại để cho trong lòng mọi người phát lạnh, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng giữ mạng, lập tức một mực lộ hung quang, đã không sống được, giết một cũng đòi đủ vốn. Ầm ầm, rốt cục chiến giáp của Đường Kiếp triệt để mất đi hào quang, bay trở về trong cơ thể, vô số đạo công kích rơi xuống, trực tiếp đem hắn từ khâu trung đánh rơi xuống, chui vào trong lòng đất, đại lượng cát bụi bốc lên, một hố to khủng bố xuất hiện ở bên dưới. Đều dừng tay lại, Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, hắn thật đúng là sợ Đường Kiếp chết mất một là không có cách nào đổi lấy thuyền thược hai là hiện tại hắn còn thật không dám trêu chọc tứ cực môn nếu chỉ là giết chết người phụ trách một phân bộ vậy thì cũng không sao cả tứ cực môn cũng sẽ không biết quá xem trọng nhưng nếu như là thiếu chủ chết đi sợ rằng lần sau đuổi giết hắn chính là vũ đế hơn nữa đoán chừng không chỉ một người cắt bụi tàn ra hố sâu thật lớn kia cũng lộ ra đường kiếp toàn thân huyết nhục mơ hồ nằm ở bên trong tựa hồ vẫn còn có sinh cơ cả ba chân đều run rẩy không ngừng